Vùng nông thôn miền Nam, đặc biệt là khu vực giáp ranh với Sài Gòn, là một trong những chiến trường ác liệt nhất những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 1975, khi lực lượng Cộng sản Bắc Việt muốn cắt đứt quốc lộ số 4, con đường huyết mạch vận tải nhu yếu phẩm về thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa. Là cựu thiếu tá và cựu quận trưởng quận Thủ Thừa Long An khi đó, ông Đinh Hùng Cường vẫn nhớ như in những ngày tháng ác liệt nhất, đặc biệt là những ngày đầu tháng 4 năm 1975, khi ông và các chiến hữu bắt sống được hơn 30 đặc công Cộng sản tại khu chợ trên địa bàn, với âm mưu mở đường cho công trường 5 Bắc Việt đánh chiếm quốc lộ 4. 30 mấy cái người đặc công Cộng sản đó họ đã đầu hàng. Thì lúc bây giờ thì tôi được lệnh là báo cáo là họ đã tạm chủ tình hình ngoài chợ. Thì có một cái điểm mà tôi thấy bây giờ tôi nói lại rất là nguy hiểm, là tôi rất là vô tình. Và thì ra tôi thấy mấy chục người đặc công Cộng sản họ đầu hàng như vậy, họ đứng một chùm, nhưng mà tôi đi tới tôi nói chuyện với họ. Và trong bất giác tôi mới suy nghĩ, bây giờ mấy chục người này nó không có súng thật, nhưng mà mình có hai người lính escort mà nó nhào lên nó bóp cổ mình thì làm sao mình chống được, và tôi đã thụt lùi lại ngay. Thì mình thấy rằng cái người Cộng sản lúc đó, cái gọi là cái sơ suất của tôi, nhưng mà mình cũng nhìn thấy họ cũng không có muốn chiến tranh, họ ham sống. Và họ thấy rằng mình, khi mình đối xử với họ, khi họ đầu hàng rồi thì họ không có cái chống cự. Lực lượng lục quân địa phương do ông Cường phụ trách tại quận Thủ Thừa còn liên tục phải chống đỡ những trận tấn công ồ ạt của công trường 5 Bắc Việt trong những ngày sau đó. Bằng chiến thuật biển người, với lực lượng vượt trội gấp từ 2 đến 3 lần lục quân địa phương của miền Nam, Cộng sản Bắc Việt dần chiếm được những vị trí chiến lược. Tuy vậy thì quốc lộ 4 vẫn được giữ vững bằng nhiều chiến thuật khác nhau, và vì thế mà con đường tiếp tế cho Sài Gòn vẫn không bị chặn đứt cho tới tận ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mà 6 cái tàu đó nó có 18 cây đại liên, một cây đại liên 30, như vậy nó bắn 1 phút tức là 300 viên đạn. Thì mình tưởng tượng trong cái phút mà Việt Cộng điên cuồng dùng biển người tấn công lên đó, mà nó đụng một cái hàng rào hỏa lực 18 cây đại liên ở trên sông mà bắn. Thế thì cũng phải nói một cái điểm này nữa, là lúc đó ông trời ông cũng thương, là cái nước thủy triều của cái con sông Vàm Cỏ đó nó đang ở cái lúc nó lên. Thành ra nhờ thế những cái tàu nó nổi lên phía trên của mặt nước, và nó đã có xạ trường, và nó bắn như vậy, nó bắn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và tôi đứng ở trên cái blow code, tôi xem thì mình thấy Việt Cộng ngã xuống như sung, bởi vì họ đang chạy lên để họ tấn công và không có cái gì để che chở phòng thủ cho họ. Cũng theo ông Cường thì chiến trường tại những tỉnh giáp ranh với Sài Gòn chỉ lắng xuống và hoàn toàn chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bản thân ông Cường bị thương và được đưa tới căn cứ trên đảo Guam và sang Hoa Kỳ định cư sau ngày 30 tháng 4 định mệnh ấy. Theo tuyên truyền của Cộng sản Bắc Việt thì họ nắm được hoàn toàn vùng nông thôn miền Nam, và rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chỉ kiểm soát được khu vực thành thị trước khi bị thất thủ. Nhưng theo ông Đinh Hùng Cường thì ngay tại quận Thủ Thừa Long An, nơi ông trực tiếp chiến đấu, thì khó có thể nói được là bên nào hoàn toàn kiểm soát, khi mỗi cuộc chiến trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 đều diễn ra rất ác liệt và tốn rất nhiều xương máu của cả hai phía.